Sáng ngày 30 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Đức Hải nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Phạm Đức Hải trong suốt quá trình công tác trên nhiều vị trí khác nhau. Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của đồng chí Phạm Đức Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, dù ở trên cương vị công việc nào, đồng chí Phạm Đức Hải cũng thể hiện ý thức chấp hành, trách nhiệm và tâm huyết với công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng gửi gắm, thời gian tới đồng chí Phạm Đức Hải tiếp tục tham gia, đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, một nhiệm vụ rất quan trọng là tiếp tục tham gia hoàn thành công trình bộ sách ghi lại quá trình phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Nhận quyết định nghỉ hưu, đồng chí Phạm Đức Hải trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình công tác. Đồng chí Phạm Đức Hải cam kết quyết tâm tham gia, đóng góp công sức Trí tuệ để hoàn thành bộ sách mà Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giao phó. Đồng chí Phạm Đức Hải, sinh năm 1963, đồng chí là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và trải qua rất nhiều vị trí công tác, nhiều năm gắn bó với công tác tuyên giáo của Đảng. Tháng 1 năm 2022, khi đang giữ chức là Phó trưởng ban chuyên trách ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí Phạm Đức Hải được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bổ nhiệm kiêm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đồng chí từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Đức Hải từng là thành ủy viên hai khóa 9 và 10.